Để nói về cái bài thuốc của người Dao ấy, thì cái bài thuốc tắm là đặc trưng nhất. Mình có thể dùng rất là nhiều tác dụng, ví dụ như tắm cho phụ nữ sau sinh này, giúp tăng cường cái sức đề kháng của mình rất là cao, và đồng thời nó cũng được hỗ trợ về cái tuyến sữa rất là tốt. Khi em bé mới sinh ra được khoảng 2 đến 3 ngày là mình bắt đầu có thể dùng cái nước tắm này được rồi, giúp em bé tăng cường sức đề kháng rất là tốt và bảo vệ cái da non của em bé. Còn lại như người già yếu hoặc là những người mà lao động mệt nhọc thì mình cũng sử dụng cái bài thuốc này để giảm đau nhức rất là tốt. Như trước đây thì là cái bài thuốc tắm thì hoàn toàn là phục vụ cho nội bộ gia đình. Nhưng mà về sau này khi mà làm dịch vụ du lịch thì chúng mình cũng đã phát huy ra cơ sở để cho khách đến tắm trải nghiệm và tìm hiểu về cái cách mình chế biến và cách mình thu hái từ rừng về chẳng hạn. Nếu bạn có dịp đến với Sapa thì đừng quên ghé thăm bản Tà Phìn chúng mình nhé. Bởi vì chúng mình có rất là nhiều sản phẩm bạn có thể mang về làm quà. Ví dụ như các cái bài thuốc tắm này, rồi là các sản phẩm về thổ cẩm này, thăm rừng trúc, hang động của Tà Phìn thì cũng là điểm chính của du khách khi đến để tìm hiểu. Ngoài ra thì mình cũng có cơ hội để tham quan giao lưu với bà con hoặc là thăm một số các cái ngôi nhà truyền thống của người Dao tại bản Tà Phìn. Chúng mình rất là mong muốn là sẽ được đón các bạn đến tham quan cơ sở của chúng mình và tìm đến chúng mình là Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Tà Phìn.